sinh nè, nè bỏ đi nè, một về luôn, hai ba quay áo áo ai nhớ ai nhớ cứ nhớ ai cứ đi chiến trường xuống đó tháng giặc lại về ai đi cứ đi tháng giặc lại về ai đi cứ đi tháng giặc lại về đó làm đó là đơn đơn lên liền và trong 10 ngày sau là Ngọc Sơn phải bị ngưng hát. Anh Vương Sóc nói vậy. Anh nếu còn vẫn trắng soi dòng hương. Dạ. Đang cần phải lấy giáo đúng rồi. Ngày xưa hát câu nhớ ai nhớ cứ nhớ bình thường như vậy. Ai nhớ ai nhớ cứ nhớ. Học của cái giọng hát của một người đã học cái khác. Khi mà học thuật là Ngọc Sơn cũng truyền đạt lại cách hát này qua các cầu truyền hình cũng vậy. Qua cách mỗi lần Ngọc Sơn đứng lên, Ngọc Sơn hay thị phạm là vậy. Nếu mà các cả nhà có cho quay lại mình xíu lên YouTube thì những người đi xem cũng biết cách hát, cách giả chữ như thế nào. Đây là những cái bí quyết của Ngọc Sơn. Nói chắc rất với bài Nhớ Về Em sáng tác của mình năm 87. Hát live, cái ban nhạc hát live hết. Nhưng mà ý nói là cũng là live xong rồi đã cũng là hát lại. Cũng là hát live nhưng mà chương trình hát lại. Rồi đủ thứ hết. Nhưng mà cái chương trình mình đi coi, ý là đi xem á, đi xem với văn nghệ cũng vậy, thể thao cũng vậy, đi xem tại chỗ. Các quý báo thì muốn hỏi rằng nếu mà nhiều chương trình truyền hình có ảnh hưởng đến chương trình hát ở ngoài bán vé ở ngoài không, hoặc họ lo ngại của mình thôi, tất nhiên cũng ảnh hưởng một phần nào đó. Nhưng mà những người thích hát live đại gia đình coi con người thực tại chỗ, người bằng xương bằng thịt tại chỗ, có thể sờ được, có thể chụp hình được, có thể hòa chung được. Và lại bả lại Bolero là có nhiều người có những chương trình nhưng thấy ở ngoài nhưng chưa chắc là hát thật. Đó, đôi khi bật máy là nhảy sao cả một thế giới cũng vậy. Có những chương trình để bảo đảm âm thanh chất lượng và để bảo đảm những bộ nhảy thật là hay mà không bị hụt hơi. Thành ra là bắt buộc là phải hát nhép để mà phục vụ cho âm thanh thật tốt, chất lượng thật tốt đến cho đại gia đình. Nhưng Ngọc Sơn ý đó là khẳng định lại là Bolero là hát thật, chúng ta xem ở truyền hình cũng hay, cũng là live hết. Nhưng mà chúng ta xem ở ngoài người bằng cái âm thanh, thiết bị âm thanh và chương trình kết cấu, như đặc biệt là chương trình tình Bolero, tuyệt phẩm song ca, mời đại gia đình đến xem, chắc sẽ có nhiều sự hấp dẫn nữa. Ngọc Sơn là một khách mời trong chương trình này thôi, nhưng mà nếu ngày 14 yêu cầu bao nhiêu thì Sơn sẽ làm bấy nhiêu đến khi đạo diễn mà lôi đầu vô với đủ. Và đặc biệt đạo diễn đến đây. Bây giờ á, quên ta đi. Quên là hai em mình đã gặp nhau tại Liên Quan 10, 12 nước.